Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cười xỉu trước hành động khó đỡ khi say xịn của Thúy Ngân vô tình làm lộ hin hẹn hò mới. Thúy Ngân tạo trend nắm chân khi say nhưng vô tình để lộ chi tiết đeo nhận ở vị trí đặc biệt. Tết là dịp để chúng ta sum vầy bên gia đình, là dịp gặp gỡ lại bạn bè chia sẻ những vui buồn hay cùng ôn lại chuyện xưa. Tết cũng không tránh khỏi những cuộc vui, buổi liên hoan và chính sự quá chén mà loạt câu chuyện dở khóc dở cười được ra lò tại bàn nhậu, đơn cử như câu chuyện mà Thúy Ngân chia sẻ trên trang cá nhân tối mùng 6. Theo đó, trên Instagram, Thúy Ngân đăng tải khoảnh khắc hậu tiệc tùng của mình, đó chính là bức ảnh nội diễn viên đang nắm chân một ai đó. Chú thích cho hành động khó hiểu này, Thúy Ngân viết: Xịn quá, nắm tay về là thường, mùa này nắm chân mới hot. Quả là khi say đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để hiểu mình đang làm gì và Thúy Ngân là một trong số đó. Một chi tiết cũng gây chú ý không kém trong story mà Thúy Ngân đăng tải, đó chính là chiếc nhẫn chói mắt được đeo ở ngón áp út, vị trí khá đặc biệt. Mà những ai có gia đình hoặc người yêu hay đeo. Thế nên sang lận trang cười thích thú vì độ ngô nghê khi say của Thúy Ngân thì dân tình cũng thêm thắc mắc nữ diễn viên đã có tinh hỷ đầu năm mới. Thúy Ngân tạo trend nắm chân khi say vô tình để lộ chi tiết đeo nhận ở vị trí đặc biệt. Thúy Ngân nhiều lần khoe quà siêu to khổng lồ trên trang cá nhân, nhưng chuyện tình cảm thì giữ kín như bưng. Một trong những sao nam vi biết được fan đại thuyền nhiệt tình với Thúy Ngân không ai khác chính là Trương Thế Vinh. Gần đây dân tình đặt nghi vấn, cả hai du lịch Tết nhưng vẫn như mọi khi cặp đôi không hề lên tiếng. Đồng thái mới nhất của Trương Thế Vinh dự tinh đồng hẹn hò bí mật với Thúy Ngân. Mới đây cả cõi mạng xôn xao tên Trương Thế Vinh và Thúy Ngân bí mật hẹn hò. Theo đó, các thám tử mạng đã soi ra lọt hiên cho thấy cặp đôi này có những mối quan hệ trên mức tình bạn khi tặng hoa đi ăn tại bữa tiệc kính. Trước đó, người trong cuộc từng lên tiếng phủ nhận. Dù tin đồn hẹn hò, Trương Thế Vinh có động thái mới nhất. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh tập gym thường ngày. Tới phần dưới là oải che đậu, anh viết. Điều này cho thấy Trương Thế Vinh hiện vẫn đang giữ im lặng và không đã động đến tin đồn. Về phía nhà gái, Thúy Ngân vẫn chưa có chia sẻ gì mới. Hiện tại nhất cử nhất động của cặp đôi đều được netizen theo sát. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo